À, em hát tặng anh một bài Tạo Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường chánh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng lá bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý, thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. À, dạ, em tên là Lê Thị Minh Linh. Năm dạ. nay em 40 tuổi. Em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là công ty bia. À, uống lần được mấy lon, mấy dạ, chai? Dạ, em uống chừng được 2 chai rồi. Vậy hay sao làm bia mà uống ít vậy? Tại vì nói chung là trong công việc á, thì không phải là nguyên tắc quy định công ty là không được uống bia trong giờ làm việc. Mình đang ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Phú à. Quận Tân Phú. Rồi, rồi chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia, chào quý vị trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Tình, năm nay 39 tuổi, hiện đang ở đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì? Hiện tại thì em đang mở quán trà sữa bán tại... Trà sữa? Giờ quán trà sữa mình nhập bia và bán luôn được không? Chỉ có nhập bia chứ mở quán nhậu mới nhập được chị. Hả? À, bán trà sữa ở đâu em? Ở gần nhà trên Củ Chi luôn chị. Củ Chi. À, bán cạch trà sữa lâu không? Lâu chưa? Đầu năm nay. Mới bán đầu năm nay. Vậy trước đó thì làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty. À, về cái gì? Về bên tài xế rồi. À, rồi sao tự nhiên đang đi làm công ty chuyển qua bán trà sữa, bán trà sữa lời hơn hả? Đi làm tài xế thì cực với vất vả nhiều. Tài xế đường dài hay là tài xế trong thành phố? Vòng vòng Sài Gòn nó đi, lâu lâu mới đi tỉnh chị. Rồi quán trà sữa mình có món gì đặc sản không? Đặc biệt không? Thì có món chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan? Wow! Mai mốt chăm sóc bạn gái mỗi ngày 1 ly cho bạn ấy dưỡng nhan nha, được không? Chà. Chị nghe đơn chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn rồi vui vẻ hòa đồng với anh em bạn bè. Ừ. Điểm yếu của em thì đôi lúc thì hay nóng tính, rồi cọc cằn thì nóng tính lên thì hay nói trong lúc đó xong thì thôi không có để bụng. Thế còn em sao buồn xó vậy trời? Điểm mạnh điểm yếu vui lắm con. Mạnh em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Em thích nhất là nấu ăn, với lại chăm sóc gia đình. Em thích là sở thích em là hay ca hát. Giờ đây em hát xong một bài em tặng chị Cát Tường và anh bên kia quý khán giả trường quay. Rồi, vỗ tay cho bạn gái đi. Tình nồng thâm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình đậm đà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê say xưa bóng thiết tha. Những tình mẹ xa những... Dạ. Quên lời. Đang hát ngon lành, đang phiêu quá trời luôn à. À, nhưng mà chắc giọng nó ngọt ngào phải không? Dạ. Em xin giới thiệu điểm yếu của em là em hơi nóng tính đó. Và hơi ghen, bị ghen hơi bị nhiều. Trời ơi, ghê vậy. Lại tính em là hay la. Và ăn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Dạ. Mà cái mức độ em ghen nó có ghê gớm không? Ví dụ cái lần mà em ghen ghê gớm nhất là em làm gì? Em ghen như thế nào? Dạ, em ghen là em chỉ có giận thôi à. Em sao giận ghen dữ lắm? Thì em ghen dữ lắm, em giận em la lên vậy đó, rồi thứ hồi là thôi hết. Vậy hả? Dạ. Mà trong tình trường trước đây là em có khi nào em bắt tại trận người yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì, mà chỉ có em chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Rồi em xử trí thì sao? Thì em nói thôi giờ anh đừng anh đi, em đi rồi, nói chung là tới đây là thôi, chấm dứt rồi. Thấy qua hình thôi là chia tay luôn vậy đó hả? Rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. À, mối tình đó như thế nào, được bao lâu? Thì mối tình em quen là gần một năm. Rồi lý do sao chia tay mới được chứ? Thì tại vì nói chung là em, anh có giải thích mà em không nghe. Em nói là thôi bây giờ là anh cảm thấy mà anh có một người phụ nữ khác thì thôi, đường anh đi, đường em đi luôn. Đó là mạnh ai nấy đi. Nhưng mà hai người là đã quen cái mức độ như thế nào mà chị ghen dữ vậy? Mình đã tính tới hôn nhân chưa? Dạ thì em thấy như vậy thôi, em không tính tới hôn nhân nữa. Em cũng thật sự là em đã từng kết hôn một lần và đã ly hôn một lần. Là người đó hay là người khác nữa? Dạ là người đầu tiên của em.
Hiện tại bây giờ em có một bé gái, hiện tại đang sống với em và ba mẹ của em. Con em thì năm nay học được lớp 10, 16 tuổi. 16 tuổi rồi, vậy là dạ, con lớn là nhờ được em. Rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu sau thì mới quen với cái người sau? Khi mà chia tay là em chia tay là ông xã em được là 3 năm. Ông xã em hồi đó là em ở được bao nhiêu năm? Em ở thời gian là được 7 năm. 7 năm thì tại sao chia tay? Tại vì nói chung thì đầu tiên thì ảnh cũng rất là thật thà vì đã nghe lời gọi là quyến rũ của bạn bè. Rồi sau ảnh về ảnh nói dối với em thế này nọ kia thì ảnh đã có một người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng lại là chuyện ghen tuông nữa. Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã hết sức gọi là cố gắng mà để mà hàn gắn lại. Thì anh ta một hai nằng nằng là em phải ký đơn để mà gọi là ly hôn. Anh nói là không còn hợp với nhau nữa. Thì bây giờ tốt nhất là nên ly hôn với nhau. Coi như là người chồng cũ đó là quyết ly chia tay ly hôn với mình. Dạ. Còn cái mối tình thứ hai là mình chủ động chia tay, mình thấy nó không hợp. Em chia tay, không hợp với nhau là chia tay luôn. Cũng không có may mắn lắm, người gặp người hay ghen mà tại lòn dính toàn mấy chuyện nên ghen tuông không à. Rồi, còn bên đây, tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì đã từng ly hôn đây hơn 8 năm rồi. Ấy cũng trong 8 năm qua cũng có quen hai người, nhưng mà một người thì thời gian chỉ được mấy tháng, nhưng mà ta quen nhận quen không thật cái nên thôi. Một người quen hơn năm thì hai đứa cũng quen, cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà gia đình bên bạn em thì coi tuổi thì tuổi em với người đó không hợp, rồi cấm không cho quen nữa, rồi chia tay đến hiện tại bây giờ luôn. Cái người kết hôn đầu tiên là được kết hôn được bao lâu? Thì ngày quen đến ngày chia tay, cưới luôn mới chia tay được hơn 2 năm chị. 2 năm mà có được cháu nào chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao chia tay? Thì tại tuổi không hợp với gây... Tuổi không hợp sao lấy nhau làm chi, đám cưới làm chi? Tại hồi đó thì thương thì... Lấy đại luôn? Cưới, rồi sau rồi về mới tính biết là không hợp. Lúc đó là nhiêu tuổi? Khoảng 30 chị. 30. Dạ. Cũng chín chắn rồi mà không tìm hiểu cho kỹ. Rồi là coi như ở không mấy năm rồi? Dạ, cũng hơn năm. Hơn năm rồi. Em muốn tìm một mẫu người tương lai của mình, một người đàn ông dạ, như thế nào? Em tìm một người bạn trai, nói chung là tính tình thật thà, biết chăm sóc gia đình, biết thương em và thương con em và thương ba mẹ của em. Không sống về gia trưởng trong gia đình và không bắt buộc em là phải thế này thế nọ kia theo anh ta. Vậy thôi. Dạ. Mẹ ngoại hình có yêu cầu gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Chiều cao 1m68. Phải đúng 68 hả? 67 rưỡi được không? Lý do tại sao mà chọn 1m68? Tại vì em thích cái số đẹp hả? Số đẹp. Trời đất ơi, cao mét nhiêu em? 1m65 chị ạ. 1m65 à? Trời. Thí dụ ta dao động từ 1m65 đến 1m70 hay gì sao khẳng định vô chúng luôn 1m68 hay gì? Không, thì em chỉ thích là cái số đó thôi. Nhưng chắc thì quan trọng là hợp hay không do hai người chị. Đúng rồi, thật thấy còn mình thì sao? Có tiêu chuẩn nhà yêu đưa ra cái tiêu chuẩn yêu dạ cầu không, như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì người phụ nữ là hiền dịu và biết quan tâm lo lắng cho gia đình được rồi chị. Không ăn chơi đua đòi xe xua theo bạn bè nhiều quá. Chị hỏi nghiêm túc nè, với công việc của bạn gái nè, mỗi tối bạn gái phải đi làm như vậy. Dạ. Tiếp xúc với nhiều người, có thể là cũng tiếp xúc với đàn ông, bán bia chủ yếu bán cho đàn ông. Dạ. Em có ngại gì không? Cái chuyện đó chuyện công việc mà chị. Trừ công việc thì mình biết như vậy mình ấy, nhưng mà mình đừng có đi quá đà được rồi. Rồi. Thường thì mấy giờ thì em về đến nhà? Dạ em là 9 giờ rưỡi à. Ồ cũng sớm mà, đi bán đi cũng sớm. Dạ. Đâu phải 11, 12 giờ đêm. Dạ cũng tại sớm. Vì em làm ở công ty thì đúng giờ quy định của công ty đưa ra. Tốt. Bây giờ ở đâu coi hình coi, cho chị mượn hình coi. Ngầu quá ha. Lựa đi, mỗi người một tấm một thôi để cho dễ lựa, đưa nhiều quá anh ta rối. Có ảnh chồng á, có em ở chồng á. Cho một cái gợi ý cho đối phương có thể dễ nhận ra mình. Em gái cho gợi ý trước, một cái gợi ý thôi. Anh xem trong hình là trong đó là bốn người. Em là bên em là... Thôi đừng có chỉ, ta chỉ gợi ý thôi chứ chỉ luôn còn gì nữa. Có gợi ý gì cho cổ không? Em khỏi gợi ý luôn chị, cho tự tìm chị. Hai bên làm khó nhau, tự chọn đi. Em thích anh nào? Em thích anh này. Lý do tại sao thích anh này? Tại em thích mẫu người bạn trai tròn, tròn người. Vậy hả? Dạ. Thích tròn hả? Dạ. Đâu, em nào? Lý do sao chọn em đó?
thì theo cái tuổi cái tuổi gì tuổi người ta lớn tuổi hơn mình luôn đó, 40 tuổi lần đó em nghĩ chắc người này. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn may mắn lần sau. Dạ, và bây giờ thì hãy nhìn vào cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa ra. Dạ. Mình xem coi cái sự chọn lựa của mình đúng hay không nha. Cầm hình lên và so sánh đi các bạn. Xài vé không ai trúng hết. Dạ. Đó, chị đánh cửa trái tim mình mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Nói chung là nhìn thì rất là dễ gần và dễ mến. Nói chung là rất hiền. Trời ơi, tôi nhìn mặt, tôi nãy giờ tôi thấy dữ cũng chết luôn mà bà la hiền. Hồi nãy giờ chị nhìn mặt mà chị định hỏi ảnh á, em bán trà sữa có khi nào em bán ế tại học sinh á, nó nhìn mặt em nó sợ không? Nó thấy chú mặt chú nghiêm quá. Có ai nói vậy chưa? Dạ chưa chị. Người ta nói em hiền hay nói em dữ? Nói em hiền luôn. Hiền hả? Mà em thấy em hiền hay em dữ? Em tại mặt với cái hết cái đầu kiểu vậy thôi chứ tay trong hiền. Hiền khô à, ha? Dạ. Rồi khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thì nói chung thì nhìn bạn đối diện thì cũng được, cũng lấy cũng nhìn dễ nhìn. Rồi. Dạ, ấy là món quà. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì em tặng anh một món quà, nói chung là một cái món quà nhỏ. Rồi. Và một cái gọi là cái ví để nếu mà chị nói mà anh và em hợp với nhau thì mình có thể mình đựng tiền chung. Rồi, ok, cảm ơn. Hay quá. Đựng tiền chung là mình hợp lý luôn đó. Cô này thông minh ghê. Được thôi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện tâm sự riêng với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món bò kho bánh mì nè. Rồi có một dĩa bánh trái cây chè rất là hấp dẫn. Bò kho bánh mì với vị cay của ớt nè, vị giòn của bánh mì và vị thơm béo ngậy của bò kho được kết hợp rất là khéo léo. Hai bạn hãy dùng ngon miệng và trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên nha. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em mời anh. Dạ, mời. Anh thường thường là anh ở xa không? Anh ở trên Củ Chi luôn. Củ Chi. Thì em cũng có một cô bạn không ở Củ Chi luôn. Mà nói chung anh ở vậy rồi, nói chung là cái công việc của anh á, mà anh bán trà sữa vậy đó thì là cũng là trên chợ đúng không? Ở phía dưới đây à? Bán trên Củ Chi luôn, gần nhà luôn. Thì giả sử bây giờ anh quen, chú chung là anh quen với em. Thì nhà em thì nói chung thì ở quận Tân Phú. Thì lúc anh đi đường xa anh có trở ngại cho anh cái gì không? Ví dụ xa xôi thì nó quan trọng, quan trọng mình có muốn đi không. Nếu khi đã muốn thì ở đâu vẫn đến được. Dạ. Còn khi đã không muốn thì có ở gần nhau cũng đến vẫn. Rồi thời gian anh trong công việc như vậy đó thì anh rảnh vào một tuần lễ là anh rảnh vào ngày nào? Nói chung thì buôn bán thì thời gian rảnh thì cũng có, thì muốn khi nào nói trước thì thu xếp là được ok hết rồi. Thế mình làm dạng mình cũng làm tự do mà. Ba mẹ anh vẫn là nói chung là có khó tính hay không khi mà biết em làm trong cái công việc, nói chung là em làm bên công ty bia đó, thì ba mẹ anh có nói chung là có cản trở một vấn đề cho anh hay không? Thì nói chung cái công việc thì nó không có, ba mẹ nó cũng không có khăn gì hết, chỉ chủ yếu là công việc đàng hoàng không, mình không làm bậy bạ vi phạm pháp luật là ok. Sở thích của anh là có thích đi một tuần là hạn như là đi chơi xa đồ á, anh có thích không? Không, thì cái sở thích của anh là cái đam mê là thích đi phượt mà. Đi phượt bằng xe máy đồ. Sở thích của em thì thích đi chơi xa, chẳng hạn như đi biển. Đó, với lại thì nói chung là anh có nhậu nhiều không? Không, nhậu thì không. Không nhậu. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có. Rồi nói chung là đỏ đen. Không, không có. Lăng nhăng. Không có luôn. Nói chuyện đó thì không. Ăn miếng đi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Để chương trình hẹn ăn trưa mà lên nói chương trình không cho ăn cái gì. Đúng không? Dạ. Hẹn hò được gì chưa? Có khai thác được thông tin gì chưa? Nãy giờ cũng nói chuyện bình thường chị. Đâu, tôi thấy bên đây liên tục bên đây. Bắn liên tục bên đây im gu. Sao em nãy giờ thấy ổn gì không? Có cái gì bất ổn không? Dạ, em nói chung là em thấy anh ít nói. Nhiều khi anh nhường em nói chứ anh đâu có ít nói đâu. Cái công việc của em là phải nói chung là gọi là chăm sóc khách hàng. Thì phải nói nhiều. Thì giờ người nói phải người nghe chứ. Nếu mà ổng nói luôn nữa. Bây giờ rồi. Là em ngưng nói cho tới anh đi. Đó, tới anh là hai ba vô. Giờ muốn hỏi gì hỏi đi, có tôi ngồi đây tôi làm trọng tài cho nè. Đối với em thì cái quan niệm
gia đình như thế nào? Em thì gia đình em thì ba mẹ một mình em thôi. Nếu mà lập gia đình thì nói chung là ở gần gần ở đó thì nhiều khi có thể qua lại chăm sóc ba mẹ. Nếu như em không có làm dấu được. Hai đứa tình hiểu mà cảm thấy được thì thời gian thì bao lâu mới được? Thì nói chung thời gian thì em cũng sẵn sàng chờ đợi. Anh nói ra nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Thì cái đó là tất nhiên, thì muốn tiến tới một cái hôn nhân gia đình thì cũng phải một cần có một thời gian tìm hiểu nhất định. Nói chung là đàn ông mình chủ động đi. Yeah. Chứ người ta đâu có cầu hôn mình được đâu. Nhưng mà người ta là tâm lý là sẵn sàng. Yeah. Nếu mà đủ sự yêu thương, đủ tình yêu, đủ sự chắc chắn an toàn thì người ta sẽ ok. Hôm nay đến với chương trình thì là nãy chị ra ngoài chị thấy là có người nhà. Dạ, người gì nhà đúng không cơ? Là cô. Cô dạ. Ruột hả hay là dạ, cô ruột. Cô ruột đến. Dạ. Thì chắc là phải mời người lớn vào để xem ta có cái suy nghĩ, có quan sát, nhận xét gì về hai bạn ha. Dạ mời cô ạ. À. Trời ơi cô mặt hiền quá. Dạ chào cô. Cô chào chương trình, cô chào MC. Thấy cháu bên đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà thấy cứng lắm đó, thấy già lắm tự muốn muốn. Bé Linh thì nó con nhưng mà con đã lớn rồi, nếu mà hai đứa mà hợp nhau đến nhau thì sanh con thêm thì con ở với ông bà ngoại cũng được. Dạ. Thì Linh á giờ nó ra nó buôn bán làm ăn với con cũng giỏi nữa. Linh nấu ăn cũng giỏi lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà cơ bản nếu mà cô nhìn thấy hai cặp đôi này cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy được đó. Nếu mà buôn bán thì cô thấy ok hơn. Có lời nào muốn nói với cô không nè? Thì trước tiên thì con cũng cảm ơn cô có mặt hôm nay với Linh. Nếu mà hai đứa mà có duyên với nhau thì con cũng ráng cố gắng thì dành hết tình cảm cho Linh. Rồi cảm ơn hai bạn, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ cảm ơn cô. Dạ, cô. Dạ. Bây giờ chơi game show chúc cho vui ha. Mời em gái bóc một lá bài, đọc lớn lên và thực hiện yêu cầu trong này cho vui. Yêu cầu bạn nữ hãy nắm tay và hát tặng anh ca khúc lãng mạn. Wow, đúng gu luôn. Thôi nhưng mà điều mình qua bển cho cổ nắm tay đi chứ bắt phụ nữ đi qua đây hơi kỳ. Qua đây. Nắm tay cổ rồi nói một câu cho nó hay, em có thể hát tặng anh một bài không? Cặp đôi thì cô nói đúng á, về buôn bán nè, miệng ai cũng lanh, mở tiệm trà sữa, quán nhậu gì cũng được hết trơn nè. Em hát tặng anh một bài Tàu Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường tránh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng như. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. Anh đi đâu thì em ở đó. Đó, rồi tới bạn nam. Từ từ, bốc thăm trước cái đã. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm ghét nhất ở đàn ông. Kể đi em cứ phả hết vô cho chị. 5 điều ghét nhất ở đàn ông. Em ghét nhất ở đàn ông là nói chung là răng nhăn nè. Răng nhăn. Ra đường thấy phụ nữ cứ liếc qua liếc lại nè. Có lại nói chung là nhậu nhẹt nhiều. Có lại là đỏ đen. Nói chung là nói chuyện thì nói chung là lúc em có ý kiến thì phải nghe em. Nói chung là em thích mà gọi là lớn tiếng. Nói lớn tiếng có gì nói với nhau đúng không ạ? Dạ. Những cái điều đó là ai cũng không thích chứ không phải mình riêng cô này đâu. Mình thấy mình có dính vô cái điểm nào trong cái 5 điểm mà cổ mới nói đó không vậy? Có dính rượu bia chị. Có dính rượu bia. Nhưng mà không có nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thì đi với bạn bè uống chai hai chai. Không, thật ra đàn ông phải biết chút đỉnh đó chứ không biết cái đó buồn lắm. Chị là còn mơ lấy người chồng, mai mốt tối tối hai đứa ngồi nhậu với nhau tâm sự cho vui nữa đó. Rồi thôi vậy được rồi, nhưng mà nãy giờ em lời quá. Cổ hát tặng em hai bài. Giờ em phải hát tặng lại cho cổ một bài rồi chúng ta mới quyết định là có bấm nút hẹn hò nhau hay không. Mời em. Dạ em hát bài Lại Nhớ Người Yêu. Lại Nhớ Người Yêu, rồi chơi luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm lại nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Đó hát hay gì mà giấu nghề hoài. Nãy giờ đã có nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi ha. Trên đây nó chỉ là một cái cơ hội thôi, gặp mặt thôi và cảm nhận một chút xíu cảm xúc
và dùng cái lý trí để phán đoán một chút. Nếu cảm thấy đối phương được thì mình cho cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn. Còn khi mình cảm thấy có những cái trường hợp gặp cái thấy không có điện, có cảm xúc thì thôi, đó là tùy theo các bạn nha. Và đặc biệt mình đã lấy người trưởng thành, hãy ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình luôn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý nhấn mạnh nút, không đồng ý lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Sao em mà không bấm? Tại mới bắt đầu gặp thì em chưa có cảm nhận cái lần đầu gặp, chưa có cảm xúc gì hết. Nói chuyện thì cảm thấy cũng được, nhưng mà giống như chị nói là cái cảm xúc từ con tim. Nếu mà mình cảm nhận được mình mới bấm, còn nếu mà chưa cảm nhận được thì... Chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thế còn khi bạn trai không bấm thì mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì không? Dạ thì nói chung thì bây giờ như là anh em bây giờ có duyên thì nói chung là chưa có nợ. Thì mình làm bạn với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn mà. Dạ. Thật ra thì Tường cũng rất là tiếc. Thật sự thì mình cũng không hiểu nguyên nhân chính xác là như thế nào, tại sao bạn ấy lại không bấm nút. Nhưng mà đúng là một cái duyên, nhiều khi nó không phải cái duyên nợ thì họ không bấm, mà mình phải luôn tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mỗi người. Và thay mặt cho chương trình thì Tường vẫn xin được chúc cho hai em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà, bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa.